Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc tiếp theo bài về cái chết của ông Vũ Tiến Lập. Ngày 7 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời Báo Chấm Đề biết, nguyên đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị nhiều người lên án là độc ác, tham lam, sống không có liêm sĩ. Quá khứ của Thu quá nhơ nhớp khi làm nhân viên massage cho khách sạn Thu Bồn Đà Nẵng, làm chức danh kế toán cho khách sạn chỉ là mạng thưa che mắt thánh có nhiều tài liệu của Cơ quan An ninh Kinh tế chứng minh từ đầu năm 2016 cho đến năm 2020, Trần Thị Nguyệt Thu đã cấu kết với nhiều đối tượng đầu cơ tài chính, lũng loạn thị trường chứng khoán của Việt Nam. Cá nhân Trần Nguyệt Thu được hướng lợi bất chính 12.000 tỷ đồng từ nguồn tiền chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có khả năng sẽ khởi tố, bắt tạm giam Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tội nhận hối lộ và vợ Trần Thị Nguyệt Thu về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Và đây là hình vợ chồng cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tính trước ngày hoạn nạn này, không sớm thì muộn sẽ xảy ra và để tránh mang tiếng cũng như bị liên đới, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế có họ hàng với ông Phúc, anh em đằng mẹ ông Phúc đã viết đơn xin ly dị bà Bùi Thị Thu Hà. Bà Hà là người đứng tên tài sản cho gia đình Nguyễn Xuân Phúc hiện nay bà Hà thường xuyên đến khu biệt thự Tây Hồ, Hà Nội, sống cùng gia đình ông Phúc. Còn Trung tướng Trần Văn Vệ có khả năng bị bắt về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm và tội nhận hối lộ, bảo kê đánh bạc trên không gian mạng. Tướng Vệ sống với tâm lý lo sợ và hoang mang suốt mấy năm qua vì sợ gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Nguyên Thứ trưởng Công an trả thù. Nguyên do là vì tướng vệ thu thập chứng cứ ngụy tạo, cấu thành hồ sơ tạo tiền đề cho Trung tướng Đỗ Văn Hoành khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Linh, con trai tướng Hữu. Do đó, tướng vệ đã bán căn nhà số 5 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội và đến sống cùng gia đình con gái Trần Vân Anh, sinh năm 1993. Trần Vân Anh có chồng là đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, đang giữ chức bí thư Lạng Sơn, nơi mới xảy ra vụ nguyên dàn lãnh đạo công an tỉnh này làm gián điệp cho Trung Quốc. Đoàn được biết đến là thăng tiến thần tóc từ giám đốc công an Huế cho đến Phó Bí Thư Huế rồi Bí Thư Lạng Sơn. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Vệ, Đặng Xuân Quỳnh. Với trình độ yếu kém, năng lực hạn chế, đoàn chỉ có thể tiến thân bằng cách cặp bồ với các phụ nữ có chồng là quan chức. Vợ đầu của đoàn chết vì tự sát khi nghe tin đoàn cặp với bà Thanh, tên đã được thai. Vợ chết nhưng đoàn không về lo tăng sự cho vợ. Nhiều lần đoàn xin làm thứ trưởng bộ công an nhưng đều bị từ chối vì ai cũng biết đoàn sóng kiểu thượng đội hạ đạp, tình dục quý hơn tình người. Tuy được nhạc phụ bơm tiền để chạy chức thứ trưởng, nhưng tiền mất tật mang. Hiện nay, đoàn đang bị điều tra về những sai phạm hồi làm giám đốc công an và phó bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến tội tham ô tài sản, cấp phép nhiều mỏ đất hiếm trái phép, thả người trái pháp luật. Trở lại chuyện tướng Trần Văn Vệ, ông có đệ tử thân tính là đại tá Đặng Xuân Quỳnh, hiện làm phó giám đốc công an Yên Bái. Hồi năm 2020, ông Quỳnh có nhận của Huỳnh Đức Thơ, nguyên bí thư Đà Nẵng, nhiều triệu đô la Mỹ để giúp Thơ thoát tội. Thơ hiện đang mua nhà bên Úc để tìm đường chạy trốn. Cần biết thêm, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh hiện nay đang trong tầm ngắm với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Hoa Nam. Huỳnh cũng là cánh tay phải của Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Huỳnh được cài cắm nhằm cung cấp thông tin tình báo kinh tế cho Hoa Nam, Trung Quốc hiện nay Phạm Minh Chính đang cân nhắc giới thiệu Phớt vào chức danh Phó Thủ tướng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hãng hàng không giá rẻ VietJet đối mặt với khoản bồi thường lớn khi thua kiện trong vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Ngày 6 tháng 8, BBC tiếng Việt có bài, VietJet thua kiện trong vụ thuê máy bay, phải bồi thường 180 triệu đô la. Theo đó, hãng hàng không giá rẻ VietJet vừa thua kiện trong vụ tranh chấp thương mại với công ty cho thuê máy bay FWA có trụ sở tại Anh, đối mặt với khoản bồi thường 180 triệu đô la cũng như phải trả lại 4 máy bay, theo phán quyết của Tòa Thượng phẩm Anh Quốc ngày 31 tháng 7. Vụ tranh chấp đã diễn ra trong một thời gian dài tại các tòa án ở London, Singapore và Hà Nội, kể từ khi công ty FWA đệ trình kiện việc Vietjet ký thuê 4 máy bay Airbus, nhưng nhiều lần trễ hạn thanh toán trong năm 2021. Và đây là hình bài trên BBC. AFA cho biết, theo hồ sơ tòa án, Đơn khởi kiện của FWA được nộp vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 và Vietjet đã nộp giải trình vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Trong đơn giải trình, Vietjet cho rằng vì các bên cho thuê bán máy bay cho công ty mới và chấm dứt hợp đồng thuê dài hạn, ổn định đang có là không hợp lệ. Vào thời điểm đó, Vietjet cho rằng việc chậm thanh toán tiền thuê là bình thường do ảnh hưởng của đại dịch và của việc áp dụng phong tỏa của các quốc gia dẫn đến việc hãng phải tạm ngưng hoạt động. AFA cho hay công ty FWA sau đó đã thu hồi 4 máy bay Airbus A321 và thay đổi đăng ký của 4 chiếc này từ Việt Nam sang Kensei, một hòn đảo nằm ngoài khơi vùng biển giữa Pháp và Anh. Tuy nhiên, việc xét từ chối công nhận tính hợp lệ của các thông báo chấm dứt cho thuê, đồng thời giữ quyền sở hữu các máy bay và tiếp tục khai thác trong năm 2022. Tới tháng 2 năm 2024, trong một phiên tranh tụng trực tuyến, công ty FWA cáo buộc Vietjet tìm cách cản trở quá trình thu nợ, thu hồi máy bay bằng cách can thiệp nhằm ngăn chặn việc đưa một trong số bốn chiếc ra khỏi Việt Nam. BBC trích một văn bản phản hồi của Vietjet gửi qua email vào tháng 2 năm 2024 nói rằng FWA là một quỹ cần cần và FWA không thể thực hiện các quy định xuất khẩu tại Việt Nam không tuân thủ luật pháp dẫn đến gây ra các lỗi rất cơ bản. Và đây là hình máy bay Airbus A321 của hãng Vietjet đang khai thác. Hãng có khả năng tài chính nhiều lần đề nghị tiếp tục trả tiền thuê hoặc mua lại máy bay, nhất là phục vụ cho nhu cầu của hành khách trong và sau đại dịch Covid-19. Nhưng FWA không hợp tác, thông cáo của Vietjet gửi cho BBC Việt. Sau phiên tòa kéo dài 2 tuần hồi tháng 6 năm 2024, thẩm phán Simon Bickham của Tòa Thượng phẩm Anh Quốc ngày 31 tháng 7 đã ra quyết định bên cho thuê FWA thắng kiện. BBC dẫn lại phán quyết của thẩm phán Bickham nói rằng các khoản nợ không thanh toán của Vietjet là có giá trị lớn và lâu dài và rằng Vietjet đã có thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình nhưng đã chọn không thực hiện dù biết điều này sẽ xảy ra nếu không trả. Phán quyết của Tòa Thượng thẩm Anh chỉ ra nỗ lực cản trở thu hồi máy bay của Vietjet được thể hiện rõ ràng trong lá thư gửi Bộ Giao thông Vận tải ngày 10 tháng 10 năm 2023, khi hãng hàng không giá rẻ vận động cơ quan chính phủ cản trở việc đưa máy bay ra khỏi Việt Nam. BBC cho biết các luật sư của Vietjet nhận thấy một số hiểu lầm trong phản ánh ban đầu của tòa án về các sự kiện và tình tiết quan trọng của vụ việc. Và đây là hình Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phận Hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Vietjet cho biết không đồng ý với kết luận rằng bên cho thuê có thể đột ngột chấm dứt không hợp lệ những hợp đồng vay, thuê, mua dài hạn, ổn định của hãng đúng vào lúc đại dịch lên tới đỉnh điểm. Hãng này viện dẫn đã thực hiện các chuyến bay đưa người ra khỏi tâm dịch và hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thiết bị y tế. Hãng hàng không giá rẻ này tiếp tục phản đối mọi cáo buộc của FWA, bao gồm những cáo buộc cản trở quyền sở hữu hay xuất khẩu máy bay. Tuy nhiên, việc Jess không trả lời câu hỏi của BBC về tình trạng khai thác và vị trí của bốn chiếc máy bay Airbus trong vụ tranh chấp. BBC cũng dẫn lời đại diện truyền thông của Vietjet cho biết, hãng khẳng định sẽ kháng cáo và tin tưởng vào hệ thống tòa án Anh Quốc, đồng thời chắc chắn rằng công lý sẽ chiến thắng và quyết định cuối cùng sẽ công bằng cho hãng hàng không trong phiên tòa dự kiến đưa ra vào năm 2025. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet đối mặt với khoản bồi thường lớn khi thua kiện trong vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.